Phun bộ phần 1 đến 3 thế giới ăn ba tô cơm. Thế giới ăn ba tô cơm phần 1. Vô học các em. Được rồi, lấy sách toán ra học nào. Được rồi, các em làm đi. Ê tao có chỗ đây hay lắm nè. Chỗ nào? Lát rồi biết tao đi là mày đi theo nhé. Thầy ơi em xin đi vệ sinh. Ok. Thầy ơi em cũng muốn đi. Ok, nhanh đi. Được rồi, chúng ta tiếp tục. Chỗ nào đây háo hức quá, đi theo tao, ok. ở đây là nhà vệ sinh mà, hey he boy. Ơ mày tính làm gì tao, ăn ba tô cơm. À, à, tung lùm, bắn tung thuế. Bắn tung thuế. Thôi chết rồi, mau chạy thôi. Mọi người đi đâu hết vậy nhỉ? Hết phần 1, giới thiệu nhân vật phần 2. Đây là Gia Huy, đây là Kiện, đây là Băng, đây là Tiến, đây là Doanh, còn đây là Ken, còn đây là Vinh, còn đây là Minh Tú. Bắt đầu thôi. Thế giới bắn tùm lum phần 2. Ôi chạy mệt quá, phải mau về nhà lấy hàng cứu bạn Băng mới được. Có chuyện gì mà mọi người chạy vậy nhỉ? Chào mừng đến với thời sự, hôm nay tôi sẽ đưa tin về nạn ăn ba tô cơm. Anh Bang 18 tuổi đã là nạn nhân đầu tiên. Anh Kiện 18 tuổi là người được nghi là kẻ ăn ba tô cơm. Hiện tại chưa rõ về nơi ở của anh ấy. Lần cuối camera đã thấy được anh ấy là đang ở trong lớp học toán. Tôi sẽ cập nhật thông tin vào ngày mai. Hân lâu. Tôi không chạy thôi. Cô tính chạy làm gì? Mau thả tôi ra, cậu muốn làm gì tôi? Đợi kéo cô ra đã, để ăn ba tô cơm. phải cơ cả, à, phải mau đi trốn thôi. Ôi thầy cứu em, ok. Bác sĩ ơi. Dạ. Cô chăm sóc dùng đạn nhân của ăn ba tô cơm đi. Ok. Đây uống thuốc hồi trinh đi. Nằm ở đây vài giờ mới hồi nhé cậu. Ok. Có ai không cứu tôi với? Hê hey, hi. Ken mau chạy đi, ngươi là ai, không cần biết ta sẽ đánh ngươi. To be continued, hết phần 2. Thế giới ăn ba tô cơm phần 3, bác sĩ ơi. Dạ. Tôi nằm ở đây được 2 giờ rồi tôi có thể về. Được rồi cậu có thể về. Được vui vì tôi đã rời bệnh viện đó, nó nóng quá còn không có nổi cái máy quạt. Hồi như đây là nhà con danh phải không nhỉ, vô thôi bằng. Ha 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 phim hài quá, hồi như có tiếng gì trong phòng vậy nhỉ tí nữa rớt thoại rồi xem có cái gì nào sao nó lại ở phần camera vậy ta giờ mới biết nhà mình có tận 4 camera ca một xem nào ờm ừ, có ai ở nhà không tôi vô nhé ôi không phải mau trốn thôi của con danh đâu rồi ta phải đi kiếm thôi không có nó ở đây rồi cũng không có ở đây lẽ nào là cái tủ hu sợ uống thuốc hồi trinh quá. Thôi bỏ đi mùi gì thúi quá, chắc con Doanh đi chơi với gia đình đó rồi. Không còn tiếng động nữa, ra thôi, phải mau khóa cửa thôi. Xong rồi giờ an toàn rồi, mẹ con Doanh mở cửa cho tao. Ha ha ha, có tivi tiết thôi. Hay quá. Mẹ hôm nay xui thật, hồi như có ai ở kia. Tôi rất hâm mộ anh đấy. Rồi sao? Tôi có thể đồng hành cùng bạn. Đúng lúc đang cô đơn mà có người đồng hành. Ok. Tôi không chạy thôi. Bà muốn chạy đi đâu? Hai người lận à chết rồi. Đúng là bà này yếu thật mới ấy vài phút thôi đã gục. Ở cây gậy đằng kia, lại bị hồi tượng rồi. Á con chó này hay lắm dám cản đường ta, mày nói ai là chó? Ha 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 mày còn non lắm rủ thêm đồng minh đi, mẹ nó, giờ thì tao đi đây. Đi chơi bóng chày về vui thật, hey hi boy. À mày chọn này sai rồi, chắc mày khống chế lại tao được ha ha ha, triệu hồi xong cây gậy bóng chày. Thôi chết rồi mau chạy thôi, mày định chạy à no no no. Ha hờn đòn quá tao đi đây. Mẹ nó cay thật. Hết phần 3.